Thưa quý vị, sáng nay ngày 21 tháng 9, lễ tổng kết Đại hội thể dục thể thao các cấp và bế mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 năm 2022 đã diễn ra tại cung thể thao Tiên Sơn. Nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức đại hội, Ngô Thị Kim Yến dự và phát biểu bế mạc với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo từ thành phố đến các quận huyện xã phường công tác tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp đã hoàn thành theo đúng kế hoạch quy định về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ các môn thi đấu công tác tổ chức lễ khai mạc bế mạc đại hội tại xã phường quận huyện diễn ra bảo đảm đúng quy định an toàn và đáp ứng yêu cầu thực sự là ngày hội toàn dân với sự tham gia hào hứng sôi nổi của các đội tuyển và quần chúng nhân dân góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về thói quen rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe để sống khỏe sống có ích cho xã hội Đại hội thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ 9 được tổ chức với 26 môn phân môn diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022 với chất lượng chuyên môn cao. Kết quả giải nhất toàn đoàn thuộc về quận Hải Châu với 47 huy chương vàng, 26 huy chương bạc, 29 huy chương đồng. Nhì quận Thanh Khê 30 huy chương vàng, 30 huy chương bạc, 34 huy chương đồng và giải ba quận Sơn Trà với 21 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 26 huy chương đồng. Huyện Hòa Vang đoạt giải phong cách đã có 16 tập thể, 13 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp. Phát biểu bế mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức đại hội Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao công tác phối hợp của các đơn vị để Đại hội Thể dục Thể thao các cấp diễn ra chu đáo, đúng yêu cầu. Các đoàn thể thao đã có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo, góp phần cho thành công của đại hội, để Đại hội Thể dục Thể thao thành phố thực sự trở thành ngày hội tuyên truyền lợi ích thể thao trong đời sống nhân dân.